Chỉ số chấp hành và tư duy là chỉ số sẽ phản ánh được khả năng một người sẽ hành động nhanh, nắm bắt cơ hội nhanh hay là một người suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm biểu hiện cũng như là giải pháp đối với từng kiểu phản ứng của não bộ. Nếu như chúng ta lấy hai chỉ số này trừ nhau ra hiệu là 20, thì người này sẽ có xu hướng thiên hẳn về một kiểu phản ứng của não, hoặc là chấp hành hoặc là tư duy. Còn nếu như hiệu của hai số nhỏ hơn 20, thì người này sẽ là người cân bằng được giữa chấp hành và tư duy. Những người thiên về chấp hành là những người có khả năng hành động nhanh, nắm bắt cơ hội nhanh một khi đã quyết định chuyện gì đó. Nếu đã quyết thì sẽ làm liền. Từ đó, người này thường có biểu hiện là một người suy nghĩ cầu tiến, có quyết tâm cao, họ luôn quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, là một người luôn luôn sáng tạo tốt và nhanh nhẹn, can đảm, họ có khí chất của một người lãnh đạo và quản lý. Nhưng do thế, họ thường nóng vội và hấp tấp, họ hơi chủ quan khi hành động những việc gì đó nhanh mà thiếu cân nhắc. Đối với những người này thì cần nên suy nghĩ chậm lại trước khi hành động và luôn suy nghĩ xem nếu như mình hành động như thế thì sẽ được gì, kế hoạch như thế nào, điểm mạnh và điểm hạn chế ra làm sao, cần đưa ra những lý do cụ thể như thế nào để có thể thuyết phục. Và luôn luôn đặt cho mình câu hỏi tại sao trước khi làm bất kỳ một việc gì. Và điều cần thiết nhất là họ luôn cần được sự góp ý và hướng dẫn từ người khác. Những sự việc quan trọng thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Và nếu như con bạn thiên về chỉ số chấp hành, thì bạn nên lưu ý là sẽ không hứa hẹn bất kỳ điều gì với con, bởi vì khi bạn hứa hẹn, chắc chắn con sẽ mong muốn chuyện đó được xảy ra liền, và như vậy sẽ dẫn đến tình trạng là con sẽ mè nheo và nhõng nhẽo. Vì thế, nếu như bạn chắc chắn điều gì, thì hãy hứa với con trước khoảng nửa ngày hoặc một ngày để tránh tình trạng con hiểu lầm rằng bố mẹ không giữ uy tín. Đối với những người thiên về chỉ số tư duy, thì những người này họ luôn cân nhắc trước khi hành động một việc gì đó, luôn phân tích, đánh giá và lên kế hoạch trước khi hành động. Từ đó chúng ta có thể thấy được biểu hiện những người này thích suy ngẫm, trí tưởng tượng của họ khá phong phú và họ phân tích vấn đề khá tốt. Nhưng nhiều khi do suy nghĩ quá nhiều mà họ đánh mất đi cơ hội của mình, hay thậm chí chần chừ, chậm trễ và đôi lúc còn bị cho là lề mề, không nhanh nhẹn. Những người này cần rèn luyện cho mình thói quen ghi chú lại mọi ý tưởng mà mình có. Hoặc là khi mình đã nắm bắt được 70-80% thông tin rồi thì mình nên hành động liền để tránh mất cơ hội hay là mất thời gian. Nếu như con bạn sở hữu chỉ số tư duy cao thì bạn phải luôn luôn quan tâm, theo dõi và theo sát con để biết được mỗi khi con chần chừ bất kỳ một việc gì đó thì chúng ta có thể kịp thời động viên và khuyến khích con thực hiện điều đó ngay để tránh mất cơ hội. Sau khi xem xong đoạn video này, các bạn hãy làm ngay những bước sau. Thứ nhất, hãy áp dụng ngay cho bản thân, cho người thân hoặc là cho doanh nghiệp của bạn. Bước 2, nếu bạn vẫn cần sự hỗ trợ và tư vấn thêm, hãy liên lạc với chuyên viên tư vấn của bạn.